Mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn theo dõi bộ truyện Cẩm Tú Đích Nữ của tác giả Túy Phong Ma. Nếu yêu thích video hãy nhấn theo dõi kênh và để lại bình luận bên dưới nhé. Chương 256: Minh Đế tức giận 1. Trên bầu trời đêm vô số pháo hoa nở rộ, lập tức đêm tối đã bị đủ thứ ánh sáng màu sắc rực rỡ xua đi, như một ngọn đèn treo lơ lửng giữa không trung, mà chủ nhân của ngọn đèn ấy đang đưa mắt nhìn xuống dòng người đang xôn xao hoảng loạn. Đám thị vệ mặt mang sát khí đã lao ra khỏi lâm giang lâu, đẩy đám người đang hô hoán kinh hoàng ra, hướng về phía tên thích khách kia chạy tới. Bầu không khí hân hoan náo nhiệt mới vừa rồi trong chớp mắt đã tiêu tán, chỉ còn lại từng đợt tiếng kêu hoảng hốt, tiếng giày chạm đất rầm rập của thị vệ, cùng tiếng la hét bắt lấy thích khách. Ở trước mắt bao người, tên thích khách kia sau khi bắn một mũi tên, trực tiếp rút ra trùy thủ, cắt ít hầu tự sát, đến lúc bọn thị vệ tiến lại, chỉ còn là một khối thi thể. Mà bên này ở góc độ minh đế đang đứng, có thể nhìn rõ một màn tên thích khách kia tự sát, nhất thời trong lòng giận tím mặt, quay đầu liền nhìn thấy Vân Khanh té trên mặt đất, lại càng thêm phẫn nổ, cả giận nói, ngự y đâu, như thế nào còn chưa tới. Ngự y không được an trí ở Lâm Giang lâu, mà là ở một tiểu lâu nhỏ bên cạnh, khi minh đế ra mệnh lệnh đầu tiên bọn thị vệ đã chạy nhanh đi mời ngự y chính là trong lòng minh đế bị một màn tự vận của tên thích khách kia chọc giận cho nên càng thêm hối thúc mà hoàng hậu sau khi nghe được minh đế gầm lên giận dữ trong mắt hiện lên vẻ lo lắng bàn tay đeo đầy vàng dòng siết chặt đến mức móng tay đâm vào lòng bàn tay hai trong mắt híp lại dường như hận không thể bắn thêm vài mũi tên nữa vào vân khanh mới cam tâm mễ ma ma được ở bên cạnh nhìn thấy bộ dáng của nàng vội vàng thấp giọng gọi hoàng hậu vài tiếng hoàng hậu mới ý thức được bản thân vừa rồi đã thất thố vội vàng che giấu tâm tình bất quá thần sắc dưới đáy mắt vẫn mang vẻ căm tức mà lúc này ngự phượng đàn đang ôm lấy vân khanh nụ cười phong lưu trên mặt lúc này thay bằng biểu tình thập phần khó coi hắn cúi đầu nhìn khuôn mặt tái nhợt của vân khanh môi đỏ mím chặt còn Vân Khanh lúc này ý thức đã nửa tỉnh nửa mê, thân mình cũng bởi vậy mà trở nên mềm mại vô lực, sắc mặt trước đó còn ửng hồng tràn đầy sức sống giờ cũng trở nên tái nhợt, đang dần dần chuyển sang xanh xám, ánh mắt càng thêm mông lung mơ hồ. Ngự Phượng Đàn nhìn chằm chằm nơi bị mũi tên bắn trúng, chỗ đó vốn đỏ sẫm một màu máu tươi, lập tức đã biến thành máu đen, thời điểm máu chảy ra, còn ngửi được một mùi tanh tưởi gai mũi. Loại tình huống này thực rõ ràng là mũi tên đã được bôi độc dược, mà những biến hóa hiện giờ của Vân Khanh, tất nhiên là vì độc khí xâm nhập mà tạo thành. Đôi mắt hẹp híp lại, bắn ra tia nhìn lạnh như băng, trong tay lại càng thả nhẹ sức lực, ngẩng đầu lên quét nhìn xung quanh cửa vào ngay đại sảnh lầu ba của Lâm Giang Lâu. Tứ hoàng tử đứng ở một bên, mắt thấy trong ánh mắt của ngự phượng đàn ẩn chưa sự lo lắng và sắc lạnh, đôi mắt đen đặc của hắn cũng nhanh nhíu lại, rồi chuyển tầm mắt đến khuôn mặt Vân Khanh, trông thấy bên bà vai nàng đã bị máu nhuộm thành màu đen, gương mặt vốn thản nhiên lúc này lại lạnh lùng xám xịt, tầm mắt dán chặt trên chiếc áo choàng của ngư phượng đàn, trên nền chiếc áo choàng màu trắng kia sắc mặt nàng càng thêm trắng bệch, không biết như thế nào, ngự thần hiên trong lòng có chút không tức giận. Mở miệng nói, phượng đàn, người nanh buông nàng ra, đợi lát nữa ngự y sẽ đến đây. Nghe được lời nói của con mình, hoàng hậu nghiêng đầu nhìn hắn một cái đứa con xưa nay luôn lạnh lùng hờ hững hôm nay lại nói ra những lời quan tâm như vậy hắn là đang lo lắng ngư phượng đàn ôm một nữ nhi của thương nhân sẽ bị hủy danh dự hay là lo sợ nữ nhi của thương nhân bị hủy danh dự hai giả thuyết này tuy rằng mục đích giống nhau nhưng đối tượng quan tâm lại hoàn toàn bất đồng ngược lại ngư phượng đàn sau khi nghe thấy nâng lên đôi mắt hẹp dài nhìn thoáng qua tứ hoàng tử ánh mắt như ẩn chứa mạch nước ngầm xẹt qua, nàng trúng độc, nếu là tùy tiện di chuyển, sẽ làm chất độc nhanh chóng tiến sâu vào cơ thể. Ngự phượng đàn chỉ nhẹ nhàng đáp lại một câu, vẫn như cụ ôm vân khanh, nương theo mọn đèn nhìn lại, thấy hai tròng mắt nửa mờ của nàng đã bắt đầu khép chặt lại, đáy mắt hắn để lộ ra một tia sốt ruột. Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng bước chân thùng thùng, quần áo xốc xếch, cả người ngự y bị thị vệ cầm lấy nâng lên, vừa được thả ra liền quỳ xuống hành lễ với minh đế lại bị giọng nói gấp gáp ngăn cản miễn người nhanh qua đó nhìn xem vết thương của thẩm tiểu thư đi ngự y vốn nghĩ là minh đế bị thương dù sao vị thị vệ kia tốc độ khẩn cấp một đường lôi kéo hắn chạy về phái lâm giang lâu lúc này mới phát hiện minh đế và hoàng hậu thậm chí tứ hoàng tử đều không có việc gì đứng ở bên kia trong lòng nghi ngờ sau khi nghe minh đế ra lệnh Đầu mới chuyển tới nơi, tất cả tầm mắt của bọn họ đều đang tập trung, nhìn thấy một cô nương một thân váy trắng thanh khiết đang nằm trong lòng Cẩn Vương Thế tử, sắc mặt xanh đen, vội vàng nâng hòm thuốc đi qua. Cung nhân lập tức tiến tới đem khăn lụa đặt trên tay Vân Khanh, các nàng đều đã trải qua huấn luyện, tất nhiên hiểu được tầm quan trọng của danh tiết đối với một nữ tử, mà ngự y đầu tiên là đặt hai ngón tay bắt mạch xong, lại xem xét vị trí chúng tên, mày liền nhăn lại chậm gì gì nói thẩm tiểu thư bị trúng độc ai nấy đều thấy được trúng độc là trúng độc gì có thể cứu được hay không minh đế khiển trách giống lên khiến ngự y hoảng sợ suy nghĩ một chút mới nơm nớp lo sợ nói mũi tên này là lang độc tiễn độc ở trên đó chính là chất lòng loài lang độc thảo vi thần đúng lúc biết được cách điều chế thuốc giải của lang độc thảo này vậy hãy nhanh ghi phương thuốc phối dược lúc này đây đổi lại là ngự phượng đàn lớn tiếng hô lên, hàn ý khắp người tản ra khiến ngự y sợ tới mức thừa mạnh cũng không dám ra, cả người run rẩy, vội vàng lấy giấy bút khai kê đơn thuốc đưa cho thị vệ, lại từ trong hòm thuốc lấy ra một cái chai nhỏ màu xanh, đổ ra một viên thuốc bảo cung nhân nhanh cho vân khanh nuốt vào. ngự y kê đơn xong, lại nghĩ tới minh đế vì vị thầm tiểu thư này mà khiển trách hắn, lại thấy cẩn vương thế tử đối với thầm tiểu thư dường như có quan hệ gì đó không khỏi lấy làm kỳ quái, một thầm tiểu thư không có tiếng tăm gì, lần này lại làm cho hai nhân vật lớn nhìn chúng, đến tột cùng nàng tài giỏi ra sao. Vừa rồi hắn chỉ lo tập trung tinh thần trần trị, cũng không đi đánh giá cô nương trước mặt, lúc này nhìn lại, chỉ thấy một cô gái mặt xám trắng, tuy rằng sắc mặt suy yếu, nhưng ngũ quan lại vô cùng xinh đẹp, chính là mơ hồ cảm thấy nhìn có hơi quen mắt, trong lòng liền sợ run. Mũi tên còn chưa được rút ra ngự phượng đàn quay đầu lại nhưng thấy đáy mắt ngự y kia mơ hồ hiện lên nghi hoặc đứng bên cạnh ngây người khẩu khí càng thêm không tốt minh đế cũng giận chừng mắt liếc mắt hắn một cái ngự y đi theo đều là chọn người có kinh nghiệm phong phú và y thuật giỏi nhất ngự y đi theo lần này là phó y chính tây ngự y thường ngày biểu hiện cũng tốt sao đến khi có chuyện xảy ra lại đứng dại người thế này tây ngự y lúc này mới tỉnh táo lại xấu hổ vì bản thân vừa rồi thất lễ vậy mà đứng ngây ra đó nhớ lại chuyện cũ quên mất việc chị thương sắc mặt xám ngoét vội vàng nói thỉnh đem thầm tiểu thư đưa vào gian phòng cách vách để lại hai cung nữ hỗ trợ vi thần là dược ngự phượng đàn nghe vậy lập tức ôm lấy vân khanh sắp lâm vào hôn mê bước nhanh về phía gian phòng cách vách tây ngự y sách theo hòm thuốc nhắm mắt theo đuôi đi theo đợi sau khi đặt vân khanh nằm yên ổn trên giường ngự phượng đàn lại nhìn nàng trong chốc lát, rồi mới xoay người nói, thỉnh Tây ngự y tận lực chú ý một chút, chớ nên lưu lại sẹo. Tây ngự y nghe vậy gật đầu, thầm nghĩ cẩn vương thế tử quả nhiên là nổi danh phong lưu, ngay cả chốt việc nhỏ ấy đều thay trầm ra tiểu thư nghĩ chu đáo, cười nói, thế tử xin yên tâm. Lão Phu tất nhiên sẽ cẩn thận xử lý miệng vết thương. Ngự Phượng Đàn lúc này mới yên lòng, sau khi đi ra ngoài, thuận tay đóng cửa lại tây ngự y nhìn hắn ra cửa xoay người phân phó công nữ cởi y phục chỗ đầu vai của vân khanh ra thấy được đầu vai một mảnh máu chảy đầm đìa mũi tên màu đen còn cắm ở phía trên thiếu nữ đôi mắt nửa mở trên cái chán tuyết trắng toát ra tầng tầng mồ hôi có thể thấy được bị mũi tên cắm ở trên vai hiển nhiên là cực kỳ đau đớn nhưng từ lúc hắn đến cho tới bây giờ cũng chưa từng nghe thấy thiếu nữ hử rên một tiếng không khỏi âm thầm ngạc nhiên nhưng mà thời điểm lấy tên ra, tất nhiên phải có chút đau đớn, hắn nhìn thiếu nữ như đóa hoa xinh đẹp, trong lòng có chút không đành lòng mở miệng nói, thầm tiểu thư, lão phu phải tên rút ra, cô hãy cố chịu đựng một chút. Vân Khanh mơ mơ màng màng kỳ thật không phân biệt được người bên cạnh lúc này là ai, đang làm cái gì, nàng chỉ nghe được có người nói tên, rút ra gì đó, dường như đang hỏi ý kiến của nàng, khó khăn gật gật đầu động tác này vô cùng yếu ớt, lại làm cho Tây Ngự Y cảm thấy yên tâm, xem ra viên thuốc vừa rồi đã có tác dụng, vì thế liền tiêu độc hai tay, khử trùng hai tay, lấy một cái kẹp, làm tư thế chuẩn bị xong không báo trước một tiếng rút mũi tên. Một dòng máu đen đỏ trộn lẫn theo mũi tên được rút ra phun ra ngoài. Công nữ đã chuẩn bị tốt ở một bên cầm trong tay lụa trắng đã rắc thuốc bột lập tức che lên vết thương. Tiếp theo, tay ngự y tiến hành tiêu độc miệng vết thương, băng bó quá trình này thời gian cũng không ngắn, đại khái qua khoảng nửa canh giờ mới xử lý xong tất cả. Mà bộ váy ao dính máu đã không thể mặc lại được, cung nữ nhanh chóng đem xiêm y mới đến thay cho Vân Khanh, Tây Ngự Y tuy rằng là đại phu, nhưng vẫn là nam tử, lúc này cũng cần phải tránh mặt, vì thế mở cửa đi ra ngoài. Vừa ra khỏi cửa, liền nhìn thấy Cẩn Vương Thế Tử nửa dựa vào vách tường, hai tay bắt chéo ôm trước ngực, hai mắt nhìn thẳng phía trước, nghe thấy tiếng cửa phòng mở ra, mới quay đầu, sau khi nhìn thấy hắn, liền hỏi, miệng vết thương có vấn đề gì không? Không có vấn đề, chỉ cần chăm sóc tốt vết thương ở bả vai, những chỗ khác đều không cần bận tâm. Tây ngự y đáp, ân, ông vấp vả rồi, ngự phượng đàn nghe vậy, trong đôi mắt hẹp dài phảng phất như có một tảng đá đè nặng trong lòng, thật vất vả mới dỡ xuống được, toàn thân cũng thả lỏng, cười khẽ nói cảm ơn. Không dám, đây là chức trách của lão phu. Tây ngự y quay đầu nhìn thoáng qua cánh cửa sau lưng, lại quay lại nói, ngược lại là thầm tiểu thư. Lúc lão phu rốt mũi tên ra, nàng hừ cũng không hừ một tiếng, nữ tử cứng cỏi như vậy, quả thật hiếm thấy vô cùng. Cứng cỏi, ngự phượng đàn cười như không cười nhìn thoáng qua cửa phòng đang đóng chặt. Nếu như Tây ngự y ông biết được nàng hôm nay đã làm cái gì, chỉ sợ sẽ không dùng hai chữ như vậy để nhận xét về nàng đợi công nữ giúp Vân Khanh thay đổi y phục xong, liền đi ra bẩm báo với Minh Đế. Minh Đế sau khi nghe được, bảo ngự phượng đàn hộ tống Vân Khanh hồi phủ dưỡng thương. Lúc này, tạ thị ở dưới lầu mới biết được tin tức nữ nhi bị thương, liền muốn đi lên lầu ba, nhưng thị vệ đứng ở nơi đó giống như tường đồng vách sắt, làm sao cũng không cho bà tiến lên, bà đứng ở đó đợi một hồi lâu. Rốt cục nhìn thấy có công nhân đem Vân Khanh nâng xuống, vội vàng đi qua chỉ thấy lúc đi lên nử nhi vẫn vui vẻ, lúc này trở về lại biến thành hấp hối, hai mắt khép chặt, bộ dáng thoạt nhìn vô cùng suy yếu, trong lòng vừa đau đớn lại vừa khô sơ. Thẩm phu nhân chớ nên lo lắng, bệ hạ đã phân phó ngự y xem qua, độc đã được khống chế, không có nguy hiểm đến tính mệnh. Tạ thị nghe vậy, ngẩng đầu liền nhìn thấy ngự phượng đàn đứng ở một bên an ủi, dưng dưng gật đầu, con bé sao lại bị thương? đến bây giờ bà còn không biết nữ nhi đến tột cùng là như thế nào bị thương thành như vậy tất cả rốt cuộc là chuyện gì xảy ra vân khanh đang êm đẹp sao lại bị trúng độc chứ ngự phượng đàn thấy vẻ mặt bà tràn đầy lo lắng tầm mắt xẹt qua trên người vân khanh nghĩ đến vân khanh luôn xem người nhà là quan trọng nhất nay nhìn thấy tạ thị đáy mắt đầy tự ái và đau lòng cũng có thể hiểu được suy nghĩ và hành động của vân khanh hắn mỉm cười giọng nói mềm nhẹ cất lên chấn an tạ thị có thích khách bắn tên vào bệ hạ, thẩm tiểu thư xả thân thay bệ hạ chặn tên, bị bắn trúng vai trái. Trên mũi tên có tẩm, lang độc thảo, may mà ngự y đã giải được chất độc, vì bảo vệ sự an toàn cho thẩm tiểu thư. Bệ hạ lệnh cho ta hộ tống thẩm tiểu thư về thẩm phù. Tạ thị dưng dưng gật đầu, một câu đều nói không nên lời, chỉ lo gật đầu, đi theo bên người Vân Khanh, nắm bàn tay lạnh lẽo của nàng, đau lòng không thôi mới vừa rồi ngự y đã băng bó xử lý miệng vết thương thỏa đáng thẩm phu nhân xin yên tâm ngự phượng đàn cùng tạ thị đi về phía trước kiên nhẫn chấn an bà thẩm mậu ở lầu một cũng nghe được tin tức nữ nhi bị thương mãi đến khi trông thấy nữ nhi được nâng xuống lập tức xông lên phía trước đem nàng ôm lên xe ngự nhà mình ngự phượng đàn vẫn đi theo trên đường cho đến lúc đưa vân khanh đến phủ cửa sau khi nhìn thẩm mậu tạ thị vân khanh vào cửa mới xoay người rời đi. Tây ngự y kê thuốc rất có hiệu quả, đến ngày thứ ba, Vân Khanh đã tỉnh lại, ánh mắt rõ ràng, thần trí cũng minh mẫn. Bởi vì lúc thường đăng, ngắm đèn, xảy ra sự cố, vốn ngày thứ sáu minh đế phải rời khỏi Dương Châu, nay tạm nán lại, mà Vân Khanh vừa tỉnh, Tây ngự y liền lại đây bắt mạch, khẳng định nói chỉ cần uống hết số thuốc đã sắc trong toa, liền không có việc gì cho nên mỗi ngày Tạ Thị đều tự mình bưng thuốc tới cho Vân Khanh uống, ngay cả Thẩm Mậu cũng thường hay chạy đến giám sát Vân Khanh uống dược, sợ vì thế mà lưu lại di chứng gì. Lúc này trong nhạn các Vân Khanh đang nằm trên giường tay cầm một quyển sách thuốc, Tạ Thị và Thẩm Mậu đi đến, Phỉ Thuy phía sau trong tay bưng một chén thuốc vừa mới sắc, nàng lập tức thở dài một tiếng, cha, nương, hai người so với đồng hồ báo thức còn chuộc hơn a. À thuốc này cho dù hai người không đưa đến, con cũng sẽ uống mà. Nhìn nàng khuôn mặt nhỏ nhắn nhăn lại, thầm mậu chắp tay sau lưng đi đến trước giường ngồi xuống, ánh mắt lướt qua quyển sách thuốc nói, con đang dưỡng bệnh, con đọc sách làm cái gì, phải ngoan ngoãn nằm nghỉ ngơi mới được. Cha, con đã không thể xuống giường, nếu mỗi ngày con không được nhúc nhích nằm yên trên giường, ngay cả sách đều không thể xem, chẳng phải là muốn con buồn chết sao. Vân Khanh nhăn mũi bất mãn nói. Tạ thị bưng thuốc lại, vừa đi vừa thổi, nhìn khuôn mặt nữ nhi vẫn tái nhợt như trước. Nhíu mày nói, con hiện tại cũng biết nằm một chỗ khó chịu, lúc trước con dũng cảm như vậy. Chắn tên, cũng không nghĩ tới một ngày này sao? Lúc bà nói xong câu cuối cùng, thanh âm ép tới thật thấp, suy cho cùng thì Vân Khanh lúc đó đã thay mình đế chắn tên, thảo dân vì thiên tử chắn tên, đó là phúc phận, phải là một người rất gan dạ nhưng người làm mẹ như tạ thị lại không nghĩ như vậy, nữ nhi chính là cốt nhục trong lòng bà, một mũi tên này tuy là bắn trúng người nữ nhi, nhưng cũng như bắn trúng tim bà đau đớn không kể xiết. Tầm mắt Vân Khanh từ trên mặt thầm mậu truyền đến khuôn mặt của tạ thị, nhẹ giọng nói, nữ nhi không kịp suy nghĩ đã lao ra rồi, lúc đó sao có thể nghĩ nhiều như vậy. chương 257, Minh Đế tức giận, hai Nàng cúi mắt, coi như đang nhận sai, tạ thị liền không đành lòng, con gái ngốc nghếch của nương, chính là tâm địa rất thiện lương, chuyện cứu mạng người khác ngay cả nghĩ cũng không kịp nghĩ liền lao ra. Thiện lương, Vân Khanh nghe lời tạ thị nói, nào nào, sau đó cười một chút, coi như là vậy, ít nhất người không hại nàng, nàng không đụng tới người. Tạ thị nhìn vai trái Vân Khanh còn quấn băng, nhớ tới ngày ấy đổi băng vải khi nhìn đến bộ dáng huyết nhục mơ hồ. Nước mắt lại sắp tràn ra thẩm mậu vội vàng vỗ vỗ vai bà, được rồi, Vân Khanh không phải đã không có việc gì rồi sao, nàng cũng đừng quá lo lắng nữa, nàng cứ khóc mĩa, làm cho nữ nhi nhìn đến còn tưởng rằng con bé có chuyện gì ấy chứ. Chàng cứ nói lung tung, ngự y đã nói nữ nhi không có việc gì rồi. Tạ thị nghe thẩm mậu nói xong, nâng mắt lên chừng liếc thẩm mậu một cái, thẩm mậu nhất thời cười khổ không thôi, sao lại đến phiên hắn ăn nói lung tung rồi. Vân Khanh nhìn mẫu thân và phụ thân tình cảm rất tốt, trong lòng cảm thấy ấm áp, bảo Lưu Thúy bưng thuốc tớ, đút cho nàng uống. Hiện tại vai trái nàng bị thương, mặc dù không có trở ngại, nhưng tay trái không thể hoạt động, cho nên chỉ có thể để Lưu Thúy đút từng muỗng thuốc cho nàng, bất quá mỗi khi uống một ngụm, nàng đều cau mày, đối với tạ thị làm nũng nói: "Nương, đắng quá à. a." "Ngoan, uống xong rồi, nương có chuẩn bị cho con hoa quế cao." Ngọt ngọt, lập tức sẽ không đắng nữa Tạ thị đau lòng an ủi nữ nhi Vân Khanh giả gật đầu Lại tiếp tục nhăn mày uống hết chén thuốc đăng kia Tạ thị lấy khối hoa quế cao nhét vào trong miệng nàng Nàng nhất thời liền nở nụ cười Nương làm hoa quế cao vĩnh viễn ăn ngon nhất Một nhà ba người lại trò chuyện vui vẻ một hồi Lý mẹ liền từ bên ngoài dẫn theo một người tiến vào Vân Khanh ngẩng đầu vừa thấy Nhận ra đó là mẹ mama bên cạnh hoàng hậu tươi cười bên môi liền hơi chút phai nhạt, vẫn giữ ý cười trong suốt nói, mẹ Mama đến đây, mau mời ngồi. Thẩm mậu và tả thị cũng lấy lễ tiếp đãi, vô cùng khách khí, mấy ngày nay, bọn họ đều biết vị mễ mama này là người tâm phúc bên cạnh hoàng hậu, quan lục phẩm đến cửa còn phải nghênh đón, huống chi là người bên cạnh hoàng hậu, tự nhiên không dám chậm trễ. Vị mễ mama này cũng có chút phong thái, mặc dù dáng vẻ hơi kiêu ngạo, nhưng cũng không làm người ta quá mức chán ghét, mang theo tươi cười khéo léo lại quy củ nhìn thầm mậu nói, thầm tiểu thư sau khi bị thương, bệ hạ cùng hoàng hậu vẫn luôn quan tâm, hoàng hậu nương nương đặc sai lão nô đến tặng hai hộp bách hoa liên hương cao cho thầm tiểu thư. Nghe xong, thầm mậu và tạ thị vội vàng nói cảm ơn, Vân Khanh bảo Lưu Thúy nhận lấy bách hoa liên hương cao, vẻ mặt cung kính cùng thụ dùng nhược kinh, nói đa tạ hoàng hậu yêu ái. Vân Khanh trong lòng cảm kích. Mễ ma ma thấy nàng mặc dù nằm ở trên giường, thái độ vẫn thỏa đáng, khẽ gật đầu, lại nói tiếp, thuốc này là thuốc trị thương ngự dụng, đợi vết thương trúng tên của thầm tiểu thư kéo ra non, mỗi ngày sáng tối bôi lên một lần, một tháng sau, liền có thể tẩy đi vết sẹo. Hoàng hậu nương nương cố ý hỏi Tây ngự y, dựa theo độ lớn nhỏ vết sẹo của thầm tiểu thư, hai hộp này ước chừng đủ dùng. Vân Khanh nhìn trong bàn tay Lưu Thúy là hai chiếc hộp tròn trắng men khắc hoa màu xanh, đáy mắt thỏa đáng lộ ra thần sắc kinh hỉ, liền muốn ngồi dậy nói lời cảm ơn, cố ngồi lên hai lần, thân mình vẫn chưa khôi phục sức khỏe nên không có khí lên để di chuyển, mễ ma ma mới mở miệng nói, Thẩm tiểu thư trọng thương chưa lành, không cần di động, cẩn thận miệng vết thương dạn nứt, làm vết thương trở nặng liền không tốt. Vân Khanh mỉm cười, lại nói với mễ ma ma dân nữ không thể đứng dậy cảm tạ thỉnh hoàng hậu thứ tội làm phiền mễ ma ma truyền lời tới hoàng hậu dân nữ vô cùng cảm kích tấm lòng của người mễ ma ma gật đầu quay đầu nhìn tạ thị và thẩm mậu bên kia lão nô lần này tới thẩm phủ hoàng hậu có chuyện còn muốn hỏi thẩm tiểu thư lời nói y muốn thẩm mậu và tạ thị hãy tránh ra ngoài tuy rằng tạ thị không biết còn có vấn đề gì cần hỏi vân khanh nhưng cuối cũng vẫn không thể kiên quyết ở lại trong này được vì thế cùng thẩm mậu đi ra ngoài vân khanh cũng bảo những nha hoàn còn lại lui xuống chỉ lưu lại một mình lưu thúy hầu hạ thấy mễ ma ma bộ dáng như trước có chốt không hờn giận mỉm cười nói ta thân mình không tiện nha hoàn này đã hầu hạ ta từ nhỏ giữ nàng lại để săn sóc ta mễ ma ma nhàn thoáng qua lưu thúy khẽ ân một tiếng nhưng vẫn kêu căng như cũ tựa hồ không muốn cùng Vân Khanh chấp nhất. Vân Khanh nhìn Mễ Mama vẫn đang đứng, mà nàng nằm ở trên tháp, vẫn luôn ngẩng đầu nhìn Mễ Mama, cổ cũng hơi hơi mỏi, liền cười nói, "Mễ Mama, mời bà ngồi xuống nói chuyện." Khiêm nhường lễ độ là điều mọi người luôn thích, Mễ Mama lần này cũng không chối từ, bà ở trong cung là Mama khá có mặt mũi, tự hỏi vẫn có thể ở trước mặt nữ nhi một thương nhân ngồi xuống. Ở trong cung kinh nghiệm tôi luyện, hai chồng mắt nhìn mang theo sắc bén nhìn chằm chằm vân khanh hồi lâu mễ ma ma mí mắt tuy rằng rủ xuống nhưng không bởi vì vậy mà hạ thấp thân phận bộ dáng hơi lên mặt nhìn cẩn thận còn thấy có vài phần đáng sợ đi theo phía sau bà ta còn có hai cung nữ xem quần áo cũng là đại cung nữ đắc lực bên cạnh hoàng hậu vân khanh khẽ mỉm cười không chút hoang mang ôn hòa có lễ nhìn mễ ma ma cùng đợi câu hỏi của bà ta sau khi đánh giá một lúc lâu mễ ma ma thầm nghĩ vị thầm tiểu thư trước mắt thực không đơn giản chỉ nói riêng khí độ này liền không giống như một nữ tử bình thường lúc này mới mở miệng nói thầm tiểu thư ờ thường đang yến việc cô vì bệ hạ đỡ một mũi tên bệ hạ cùng hoàng hậu rất chấn động nhưng thích khách lại lập tức tự sát ngay sau đó nay thì vệ tìm không thấy dấu vết liền nghĩ tới ngày ấy cô làm sao mà đỡ được mũi tên kia có thể từ đó mà tìm ra chốt manh mối nên muốn từ tiểu thư cung cấp chốt manh mối để thị vệ nhanh chóng cha ra thích khách nghe vậy thân khanh khẽ gật đầu bộ dáng như đang nhớ lại chậm rãi mở miệng ngày ấy ta được bệ hạ ưu ái có thể lên lầu ba xem pháo hoa ngồi ở bên cạnh hoàng hậu nương nương lơ đãng ta nhìn xuống đám người dưới lầu liền thấy được có một người đang cầm cung tên người nọ ăn mặc vô cùng bình thường không khác những người chung quanh lúc ta phát hiện ra hắn hắn đã dương cung bắn mũi tên đi vì thế ta không kịp la lên, chỉ có thể lấy thân lao đến ngăn cản. Mễ Mama nghe lời của nàng, đôi mắt thủy chung bình tĩnh, lại dâu giếm suy nghĩ sâu xa, lập tức hỏi ngược lại, ngày ấy có đốt pháo hoa. Tất cả mọi người đều nhìn lên trời, sao tiểu thư lại nhìn xuống dưới lầu? Sớm biết Mễ Mama sẽ hỏi đến vấn đề đó, nàng cũng đã sớm làm tốt chuẩn bị nghênh đón những chất vấn của người hoàng gia. Dù sao ngày ấy trên lầu có nhiều thị vệ như vậy, đều không có một ái phát hiện mũi tên bắn tới, mà nàng là một tiểu thư tay chói gà không chặt, có thể phát hiện đầu tiên và cũng cản trở cung tiễn. Tuy rằng lúc ấy không ai nghĩ tới điểm này, về sau khẳng định sẽ có người nghĩ đến. Tuy rằng hôm nay đến là mễ ma thoạt nhìn là người hoàng hậu phái đến, nhưng trong vấn đề này, khẳng định bao hàm cả ý tứ của minh đế. Đế vương đa nghi, trong lòng tuy rằng cảm kích nàng đã thay hắn chắn tên, nhưng lại càng hoài nghi thích khách kia đến tột cùng là ai phái tới. Dù sao thích khách sau khi hành thích, liền tự vận chấm dứt sinh mệnh, không thể tra ra được người đứng phía sau là ai, như vậy mỗi người đều có hiểm nghi, mà Vân Khanh có thể lấy thân chắn tên, tự nhiên cũng là đối tượng bị hoài nghi nhất. Cứu mạng hoàng đế, đây chính là công lao rất lớn a à. Vân Khanh cúi đầu cười, lại ngừng đầu lên, trên mặt liền mang theo sự hồn nhiên cùng ảo não của thiếu nữ phảng phất vì hành động của bản thân lúc ấy mà có chút hối hận, bởi vì ta đang nhìn hình ảnh pháo hoa phản chiếu trên mặt sông, cảm thấy rất thú vị, cho nên mới phát hiện có kẻ khác thường lẫn vào đám đông. Mễ ma ma vẫn quan sát biểu tình trên mặt Vân Khanh, không bỏ sót một chút sơ hở nào dù là nhỏ nhất, nàng trả lời như thế thật ra có thể tin tưởng, hơn nữa cũng hợp với thiên tính của thiêu nữ, yêu thích những thứ lãng mạn đặc biệt, nhưng bà ta cũng không dễ dàng cho qua như vậy. Nói tiếp, tiểu thư liền cứ như vậy lao qua, cũng không có chút do dự nào sao? Dù sao kia mũi tên không có mắt, có khả năng không phải bắn trúng vai, mà là ngực. Vân Khanh ngây thơ lắc đầu, cười nói, lúc ấy ta không nghĩ nhiều được như vậy, chỉ biết là mũi tên kia nhắm về phía Bệ Hạ, ta liền lao ra chắn ở phía trước, nếu như nói lúc đó nghĩ tới cái gì, thì chính là chuyện Bệ Hạ ở Dương Châu không thể gặp chuyện không may, nếu không Vân Khanh cũng không thoát khỏi bị trách tội. Hai người một hỏi một đáp, Mễ Mama vẫn không phát hiện những câu trả lời của Vân Khanh có sơ hở gì, cuối cùng lại đem đề tài chuyển tới việc bị thương, dặn dò Vân Khanh nhất định phải dưỡng thương cho thật tốt, sau đó mới xoay người trở lại lệ viên. Vì tiếp đón thánh giá nên trong viện đã sửa sang lại bố trí thêm một chiếc bàn cao bằng gỗ cây tử đàn, trên mặt bàn trải một tấm khăn mềm mại với họa tiết xinh đẹp quý giá, chiếc thảm đỏ hoa văn lộng lẫy biểu hiện thân phận của chủ nhân cao quý trong viện. Người đi hỏi nàng, nàng có thật là trả lời như vậy? Minh đế ngồi trong viện của hoàng hậu, trên người mặc là y phục màu đen viền vàng hàng ngày, bên hông đeo ngọc đái kim long, sắc mặt uy nghiêm. Đúng vậy, mễ ma ma cung kính trả lời, lão nô không dám giấu giếm bệ hạ. Nàng có ý tứ gì, thế nhưng lại nói hy vọng bệ hạ không thể ở Dương Châu gặp chuyện không may đây là nói bệ hạ ở nơi khác gặp chuyện liền không có vấn đề gì sao? Hoàng hậu ngồi ở vị trí song song minh đế, một tay đặt trên tay vịn của chiếc ghế dựa làm bằng gỗ tử đàn, vẻ mặt không hờn giận nói. Nghe vậy, minh đế quay đầu nhìn hoàng hậu gương mặt đang nén giận, mi tâm hơi nhíu lại, khẩu khí nghiêm trang nói, chẫm lại không nghĩ như hoàng hậu, thẩm vân khanh là một đứa nhỏ thành thực, không giống như có những người, giáp mặt ta lại như vậy, sau lưng thì biến thành bộ dáng khác, trong lòng mưu tính sâu xa nhiều đường, ngay cả chẫm cũng không biết đến tột cùng kẻ đó suy nghĩ cái gì. Lời nói này nghe ra có chút ám chỉ, ánh mắt của hoàng hậu nhìn lướt qua tứ hoàng tử đang ngồi bên dưới, đáy mắt hai người nhanh chóng lướt qua tia sáng ngầm trao đổi với nhau, hoàng hậu lại âm thầm ảo não, trong lòng càng thêm chán ghét vân khanh, miệng lại không chế không được nói, bệ hạ, nàng nói ra những lời như vậy. Rõ ràng là không xem trọng an nguy của người. Như thế nào lại là thành thực. Thái giám bên cạnh Minh đế Ngụy chữ đứng phía sau trong lòng hút khí, nhiều ngày nay hắn phát hiện cảm xúc của hoàng hậu thỉnh thoảng bị mất khống chế, dựa theo những lời nói ra ngày hôm nay, hắn liền khẳng định suy nghĩ của mình là đúng. Mười năm vợ chồng, hoàng hậu thế nhưng lần này không nhận ra tâm tư nghi kỵ của Minh đế, Thẩm tiểu thư chỉ là một nữ hài tử chưa cập kê, có thể quên mình lao ra chắn tên cho bệ hạ đã không tệ rồi nếu là mễ ma ma đến hỏi nói nàng nói ra cái gì mà tinh trung ái quốc một lòng muốn bảo vệ minh đế minh đế ngược lại sẽ cảm thấy giả dối nay nàng nói đúng không muốn minh đế ở dương châu gặp chuyện không may bởi vì nơi minh đế đang ở là lệ viên một khi minh đế bị thương sẽ liên lụy rất nhiều người có lẽ thẩm phổ cũng sẽ bị gắn cho tội danh không bảo vệ tốt thánh giá con người đều là ích kỷ đặc biệt là một thiếu nữ chưa từng trải qua sự đời có ý nghĩ như vậy mới là chân chính chính xác. Quả nhiên, nghe được lời Hoàng hậu vừa nói, sắc mặt Minh Đế liền có chút lạnh lùng, sau khi gặp chuyện, tâm tình hắn vẫn luôn không tốt, lúc này nghe thấy Hoàng hậu nói ra những lời như vậy, không mấy vui vẻ, hừ lạnh một tiếng nói, an nguy của trẫm còn không cần một thiếu nữ bình dân đến lo lắng. Cả một đám thị vệ đứng sờ sờ thế kia mà không phát hiện ra điểm dị thương, còn không bằng một thiếu nữ. Nói xong, ánh mắt chuyển sang gương mặt của tứ hoàng tử tách trà cầm trong tay đặt mạnh xuống bàn phất tay áo đi khỏi viện của hoàng hậu mắt thấy thân ảnh cao quý biến mất hoàng hậu cắn răng hất hết mọi thứ trên bàn xuống đất mắng tiểu tiện nhân thế nhưng hại toàn bộ kế hoạch của chúng ta thất bại tứ hoàng tử nhìn khuôn mặt nổi giận của hoàng hậu lại đi ra ngoài nhìn thoáng qua xung quanh bình tĩnh mặt cho mọi người bên cạnh lui xuống canh giữ ở cửa lúc này mới nói cũng may thích khách lập tức tự vận, phụ hoàng không tra ra được gì. Cha không ra, con không thấy được bộ dáng vừa rồi của phụ hoàng con sao? Rõ ràng chính là đã nghi ngờ con làm. Hoàng hậu cắn răng nói, bàn tay hung hăng vỗ mặt bàn, vòng ngọc thủy tinh trên cổ tay vỡ vụn thành mấy khúc, lăn trên bàn vài cái. Tứ hoàng tử nhìn những mảnh vòng ngọc vỡ vụn sắc bén bên cạnh, trong đôi mắt chim ưng cũng lộ ra vẻ lo lắng lạnh lẽo, thẩm vân khanh hô toán lên như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng mũi tên là bắn về phía phụ hoàng con cách phụ hoàng gần như vậy căn bản nhìn không ra chỗ khác thường phụ hoàng đã bắt đầu hoài nghi con từ sau chuyện ngự phượng đàn đem ngân gạch của thẩm gia nói cho minh đế trong lòng minh đế đối với hắn đã nảy sinh nghi vấn hắn biết tính cách phụ thân của mình nếu như cố ý giải thích ngược lại càng thêm phiền toái vì thế ở trong thường đăng yến hắn đã sắp xếp một màn trình diễn ám sát thích khách kia vốn là tử sĩ hắn an bài, lúc pháo hoa được bắn lên rực rỡ nhất dùng cung nỏ ám sát đối tượng không phải Minh Đế, mà là hắn. Mục đích của hắn là muốn cho Minh Đế hoài nghi thích khách lần này do ngũ hoàng tử phái tới, bởi vì tứ hoàng tử vừa chết, ngũ hoàng tử là người có lợi nhất, phát sinh ra chuyện lớn như vậy so với chuyện ngân gạch hắn lỡ sai sót trước đó, quả thực là bé nhỏ không đáng kể, không đáng giá nhắc tới. Nhưng sự việc cố tình lại ra ngoài ý muốn bị thẩm vân khanh kia hô to kia một tiếng tất cả mọi người đều nghĩ mũi tên kia là muốn bắn về phía minh đế tuy rằng thích khách đã tự vận minh đế cha không được cái gì lại cố tình phản tác dụng minh đế nhìn thấy chất độc trên vai là lang độc loại lang độc này chính là một loại độc xuất xứ từ tây bắc bên ngoài của ngũ hoàng tử tiết ra cũng đến từ tây bắc lúc đó nếu mũi tên này bắn trúng người hắn người như vậy bị tình nghi đầu tiên nhất định là ngũ hoàng tử nhưng cố tình mũi tên bị cho rằng là bắn về phía minh đế như vậy hết thảy chuyện tình liền trở nên phức tạp lên y theo tính tình đa nghi của minh đế hắn sẽ không tin tưởng tứ hoàng tử nếu thật muốn mưu hại hắn trên mũi tên bắn hắn sẽ không lưu lại chứng cứ rõ ràng như vậy nên nếu ngũ hoàng tử bị hoài nghi người được lại là tứ hoàng tử cho nên vừa rồi minh đế mới có thể nổi giận với hoàng hậu như vậy bởi vì trong lòng Minh Đế đã sinh nghi có phải hắn muốn đoạt ngôi vị Hoàng Đế này hay không? Còn xem, hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Phụ Hoàng con rõ ràng đã ghi bụng chuyện này trong lòng. Hơn nữa thị vệ lại là người do con thống lĩnh. Đáy lòng hắn khẳng định sẽ nghĩ như vậy. Chúng ta có nên tìm một người chịu tội thay, giải quyết dứt điểm chuyện này hay không? Hoàng hậu nắm chặt khăn trải bàn, nội tâm loạn thành một đoàn. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio. Chương 258: Chết còn không sợ. Con xem, hiện tại nên làm thế nào bây giờ? Phụ hoàng con rõ ràng đã ghi bụng chuyện này trong lòng, hơn nữa thị vệ lại là người do con thống lĩnh, đáy lòng hắn khẳng định sẽ nghĩ như vậy, chúng ta có nên tìm một người chịu tội thay, giải quyết dứt điểm chuyện này hay không? Hoàng hậu nắm chặt khăn trải bàn, nội tâm loạn thành một đoàn. Tứ hoàng tử tay phải gắt gao nắm tách trà hoa sen mạ vàng trên bàn, lờ đang xoay tròn, mím môi, khóe miệng lộ ra nụ cười sắc bén không thể. Này phụ hoàng mặc dù hoài nghi, nhưng ông ấy cũng sẽ nghĩ, có phải hay không những người khác đã cố ý dựng lên một nàm kịch như vậy, khiến ông ấy nghi ngờ con. Nếu như lúc này chúng ta lại có hành động, ngược lại sẽ khiến cho ông ấy chú ý, chỉ cần không cẩn thận lộ ra dấu vết gì, chắc chắn sẽ đem đầu mâu chỉ hướng chúng ta, đến lúc đó làm cái gì cũng không kịp rồi. Hoàng hậu đối với sự phân tích của nhi tử tỏ vẻ đồng ý, tiếp lời vậy chúng ta đây liền cái gì cũng không làm, mấy ngày nữa sẽ quay về phương bắc, đến kinh thành thì mọi chuyện sẽ tốt thôi. Tứ hoàng tử ánh mắt chớp động, trầm ngâm không nói, bên ngoài truyền đến thanh âm của cung nhân, Mễ mama cùng hoàng hậu liếc mắt nhìn nhau, liền bước nhanh đi ra ngoài, một lát sau, vòng trở về, trước tiên liếc nhìn sắc mặt của hoàng hậu, mới mở miệng nói bệ hạ đã tới thẩm gia thăm thầm tiểu thư rồi. Nghe vậy, hoàng hậu ra sức siết chặt chiếc khăn trải bàn bằng nhung bên dưới, phía trên đặt một bình hoa bằng đồng họa tiết xoan úc, khi bị lức tác động, những cành hải đường được cắm bên trong liền rơi xuống đất, tán loạn khắp nơi. Chính là một đứa con gái của thương nhân, bệ hạ thế nhưng lại đích thân tới xem nàng. Bà ta lặp lại câu hỏi lần nữa, mẹ ma ma cúi đầu cúi đầu đáp, hồi hoàng hậu nương nương, đúng vậy mắt thấy sắc mặt hoàng hậu trở nên xanh mét, khuôn mặt bắt đầu méo mó vặn vẹo, hai tròng mắt không còn thần sắc ung dung nữa, bị từng tầng mây đen dày đặc bao trùm, đứng thẳng người, không được, ta muốn đi cùng bệ hạ. Mẫu hậu, tứ hoàng tử lạnh giọng kêu, gương mặt lạnh lùng đang cố kiềm chế tâm trạng lạnh lẽo lên tiếng, vừa rồi người đã lỡ lời trước mặt phu hoàng rồi. Hoàng hậu giận dữ, lúc đưa mắt nhìn sang nhi tử, đáy mắt nổi giận quay cuồng thẳng đến khi nhìn thấy đôi mắt ưng âm trầm lạnh như băng kia, cơn tức giận trên mặt mới dần dần tán đi, phụ hoàng con thế nhưng đi thăm thẩm vân khanh, con không cảm thấy dị thường sao. Khuôn mặt của bà ta đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhưng thanh âm vẫn lộ ra một loại không cam lòng, nhìn thẳng vào nhi tử mình nói. Không có dị thường, nguyên nhân chỉ là con gái một thương nhân vì ông ấy mà xả thân chắn tên, ông ấy sẽ đích thân tới thăm, càng thể ra được tấm lòng bác ái thương dân của phụ hoàng. Tứ hoàng tử thản nhiên hạ mí mắt, lạnh lùng nói. Mễ ma ma đỡ hoàng hậu ngồi xuống, cung nữ bên cạnh thu dọn mảnh vỡ của bình hoa và những cành hoa rơi tứ tung trên mặt đất. Hoàng hậu cúi đầu liếc mắt một cái, khi ngẩng đầu lên lại nhìn tứ hoàng tử, mi tâm hơi nhíu nói, phụ hoàng con rốt cuộc là vì tấm lòng thương dân, hay là quên không được nữ nhân kia, ai biết được chứ. Tứ hoàng tử nghe vậy trao mày thành chữ xuyên, choan, tạo thành khe rãnh thật sâu biểu hiện hắn đối với lời hoàng hậu nói vô cùng bất mãn. Nhìn người đang ngồi trên kia tuổi thật đã tới 40, lại bảo dưỡng như là Mỹ phụ 30 tuổi, trong đôi mắt kia để lộ ra sự không cam lòng cùng ghen tị, trong lòng hắn trầm xuống. Mẫu hậu, tuy rằng nơi này đều là người của chúng ta, nhưng người vẫn nên cẩn thận lời nói thì tốt hơn, nếu những lời này rơi vào trong tai phụ hoàng, chỉ sợ sẽ trồi dậy không ít sóng gió. Thản nhiên ném ra một câu, khiến hoàng hậu ngần người, ngước mắt nhìn nhi tử của mình, trong miệng lại thốt ra những lời không cam lòng, như thế nào, con cảm thấy ta nói sai rồi sao? Con xem nữ nhân thẩm ra kia. Mẫu hậu, tứ hoàng tử đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, đứng phát dậy, người không cảm thấy từ khi đến Dương Châu, người đã không khống chế được cảm xúc của bản thân sao? nếu như người lại biểu hiện rõ ràng ra như lúc này nữa tin tưởng rất nhanh mọi người rồi sẽ biết người là cỡ nào không cam lòng rồi nói xong hắn nhấc chân một tay nắm lại đặt ở phía sau đi ra cửa đẩy ra lập tức tiêu sái rời đi hoàng hậu hít thật sâu một hơi nhìn bóng lưng tứ hoàng tử mở miệng muốn gọi lại nhưng cuối cùng vẫn không lên tiếng quay đầu nhìn mễ ma ma nói ma ma chẳng lẽ là ta nghĩ nhiều rồi sao Người nói bệ hạ tại sao có thể đi thăm con gái một thương nhân kia chứ? Còn không phải bởi vì đã bao nhiêu năm rồi mà ông ta vẫn còn nhớ tới nữ nhân đó sao? Mễ Mama nhìn hoàng hậu mất mát lại mang theo ánh mắt xa xa mê, trong lòng cũng có tư vị nói không nên lời, tứ hoàng tử không phải mới vừa nói rồi sao? Bệ hạ là vì làm cho thiên hạ thần dân xem, dù sao thầm tiểu thư kia cũng vì ngày ấy cản tên. Hoàng hậu nhìn chằm chằm mễ Mama một lúc thật lâu chậm rãi rời đi ánh mắt, mẹ ma ma, ngay cả ngươi cũng gạt ta sao? Giả nô không dám, lời này là lời thật lòng của giả nô, bệ hạ ở lâm giang lâu sau khi nhìn thấy nàng, cũng không lộ ra thần sắc khác thường nào, lần này đi tới thẩm gia, cũng là bởi vì vốn thánh gia đến ở tại lệ viên thẩm phủ, nay nữ nhi thẩm gia lại vì cứu bệ hạ mà bị thương, nương nương hiểu rõ bệ hạ, rất để ý thanh danh đế vương. Hành động như vậy không phải trước kia chưa từng có. Mễ ma ma bỗng quỷ xuống, nhìn hoàng hậu thốt ra từng chữ một thành tâm nói. Giả nô ở tiết gia đi theo nương nương, sẽ không lừa gạt nương nương. Nếu như nói về thẩm gia tiểu thư, bất quá chỉ là con gái của một thương nhân. Cho dù bệ hạ có tâm tư này, xuất thân như thế tiến cung cũng không có khả năng có được địa vị cao. Nương nương tội gì lo lắng, làm tổn hại đến phượng thể của mình. Mễ ma ma là vú nuôi của hoàng hậu, hiểu rõ tâm tư của hoàng hậu nhất. Từ lần đầu tiên người nhìn thấy thẩm tiểu thư, bà đã biết rằng hoàng hậu nương nương sẽ để tâm đến nàng, cho nên bà đã khuyên nhủ một phen, cũng là làm trước chuẩn bị, vừa khuyên vừa hùa theo, nhưng lại phù hợp với tâm lý của hoàng hậu. Cho dù thẩm vân khanh được bệ hạ coi trọng, dựa vào xuất thân kia, sau khi tiến cung cùng lắm chỉ được phong một chức quý nhân, một quý nhân nho nhỏ, thì sao có thể sánh được với hoàng hậu. Khuyên giải như thế một hồi, tâm tình của hoàng hậu cũng khôi phục lại, không có tiếp tục chấp nhất vấn đề này nữa, ngược lại hỏi đến chuyện khác. Minh đế đi khỏi viện của hoàng hậu, lúc đầu cũng không tính đi thăm Vân Khanh, lúc ấy ông đang rất tức giận, khuôn mặt âm trầm bước đi, trùng hợp đang đi xuyên qua một vườn hoa thì gặp ngự phượng đàn đang từ một hướng khác đi tới. Thần gặp qua bệ hạ ngự phượng đàn hơi hơi khom người hành lễ nói nhìn ngự phượng đàn một thân thoải mái bộ dáng chậm gì gì đi dạo bên ngoài lệ viên minh đế thuận miệng hỏi khanh lại muốn đi dạo ngự phượng đàn mỉm cười thần đang muốn đi xem tiểu thư thẩm gia thương thế ra sao rồi minh đế ánh mắt hơi đổi đánh một vòng trên gương mặt của ngự phượng đàn sau khi thăm xong hãy tới nói cho chậm biết tình huống của thẩm tiểu thư vâng Ngự phượng đàn mỉm cười đáp. Lúc này Vân Khanh đang nằm phơi nắng dưới ánh mặt trời. Tháp mỹ nhân sao được chuyển ra, phủ thêm chăn gấm, vấn nhi từ bên ngoài vội vàng chạy tới, tiểu thư, cẩn vương thế tử phụng mệnh bệ hạ tới đây thăm người. Ngự phượng đàn đến đây, tinh thần vân khanh lúc này cũng không phải quá tốt, đã nhiều ngày rồi mà nàng vãn phải ở trong phòng, thật vất vả mới chờ được những ngày mùa thu khô lạnh qua đi để ra ngoài ngắm ánh mặt trời trong lòng không muốn bị người khác quấy dày, nhưng ngự phượng đàn dùng là phụ mệnh bệ hạ tới thăm nàng, đợi lát nữa trở về khẳng định con phải đến báo cáo lại với minh đế, vì thế cho nha hoàn đỡ nàng trở lại trong phòng, rồi mới cho mời ngự phượng đàn tiến vào. Cho nên, lúc ngự phượng đàn tiến vào, Vân Khanh đang nửa tựa vào rừng la hán sao, tóc cũng được buộc lên đơn giản, sắc mặt vẫn có chút tái nhợt, vai trái quấn băng gạc thật dày, cho nên hơi hơi nhú ra một khối thỉnh thế tử thứ tội, Vân Khanh bị thương không thể hành lễ. Ngự phượng đàn mỉm cười, không sao, nàng cứ tựa vào kia đi, dù sao với thương thế kia, nàng vẫn có thể kiểm soát được. Khi nói đến hai chữ kiểm soát, ngự phượng đàn ngữ điệu hoi nâng cao, đánh mắt lướt qua Vân Khanh, khiến cho nàng xoay đầu lại, phân phó lưu thúy, bảo những người khác đi ra ngoài. Lưu Thúy cho những người khác ra ngoài, sau đó phân phó thanh liên canh giữ ở cửa, buông mảnh, lúc này mới đi đến đứng ở nơi tiếp giáp tiểu sảnh và chính sảnh thuận lợi quan sát tình huống bên trong và bên ngoài phóng ngài muốn nói cái gì không có những người khác ở đây sắc mặt vân khanh liền có vẻ hơi lạnh nhạt đôi mắt phượng nhìn ngự phượng đàn hỏi thầm nghĩ ca ngợi thầm tiểu thư nàng dũng khí mười phần lấy thân cản tên không chốt do dự a ngự phượng đàn khóe miệng khẽ nhếch trong mắt hẹp cũng hàm chứa ý cười lại hơi có chút lạnh ý. Hắn không chút hoang mang nói chuyện, nhưng Vân Khanh nhìn thần sắc hắn, lại có thể nhìn ra hắn khẳng định đã biết cái gì, chuyện xảy ra đêm đó, Ngự Phượng đàn đều thấy được. Ta không còn cách nào, Vân Khanh cụp mi mắt, nhẹ nhàng thốt lên một câu, tựa như đang thở dài thốt ra. Không, nàng có biện pháp, nhưng nàng cảm thấy biện pháp như thế rất tốt, càng hữu dụng hơn cái khác rất nhiều. Ngự Phượng đàn đang cười nhưng miệng hắn tuy cười, ngay cả đuôi lông mày đáy mắt đều tràn ngập ý cười, cả người lại tản ra hàn ý, giống như một một đóa hoa diễm lệ được đặt trong tảng băng lạnh nhất thế gian. Tuy xinh đẹp nhưng lại lạnh đến nỗi làm cho người ta không dám tới gần. Đúng vậy, ta sớm đã phát hiện tên thích khách kia, cũng có thể sớm một chút mở miệng nhắc nhở bệ hạ, nhưng nếu lúc ấy mở miệng, nguy hiểm cũng không được giải quyết triệt đề, bệ hạ có lẽ sẽ muốn ban thưởng ta nhưng loại ban thường bé nhỏ này thật không đáng kể, mà ta thay bệ hạ cản một mũi tên, ý nghĩa lại hoàn toàn bất đồng, hành động cứu mạng thiên tử, công lao to lớn như vậy, so sánh với công lao bẩm báo kia, lựa chọn sau rõ ràng chiếm ưu thế hơn nhiều. Vân Khanh hiếp mắt lại suy nghĩ, nhìn ánh tà dương ngày thu từ bên ngoài chiếu vào trong phòng, ánh sáng luồn lách qua khe hở trong phòng, có vô số cho bụi bay lên, bé nhỏ không đáng kể như vậy nhưng lại kết hợp chặt chẽ dãy ruộng giữa ánh hào quang. Ngự phượng đàn híp lại đôi má hẹp dài, ý cười bên trong dần dần rút đi, trong đôi mắt u tối để lộ ra những tia sáng rực rỡ, giống như cảnh xuân xinh đẹp đọng lại trong đáy mắt. Sau khi cười nhẹ một tiếng, cảnh xuân thu lại, gió đông nổi lên, nói nàng không nghĩ tới mũi tên kia có lẽ sẽ bắn chết nàng sao? Có. Nhưng so sánh với hiệu quả có được khi cản mũi tên này, thì đó không là gì cả. Hơn nữa, tuy rằng tài bắn cung của nàng không đạt tới trình độ số 1 số 2, nhưng căn cứ đường cong của mũi tên, tránh đi vị trí quan trọng trước ngực, nàng vẫn có thể làm được. Vậy nàng ngay cả chết còn không sợ, xả thân lao ra cứu mình đế, làm như vậy là vì mục đích gì? Ngự phượng đàn hỏi. Nàng không biết ngự phượng đàn đã biết rõ chân tướng sự việc, lại không trực tiếp đến bẩm báo cho bệ hạ, mà muốn tới nơi này, nói với nàng những lời như vậy, không khỏi ngừng đầu lên, hai chồng mắt mang theo nghi hoặc ngài muốn nói cái gì. Muốn biết mục đích của nàng, giọng nói trầm thấp của ngự phượng đàn hàm chứa một tia lạnh ý, hiển nhiên tâm tình của hắn có chút không tốt, đôi mắt nhìn phía Vân Khanh cũng dần dần hiện ra tia sáng khó hiểu. Vân Khanh nhìn đôi mắt phượng quen thuộc kia, đột nhiên nhớ tới ngày ấy hắn kề sát vào bên tai nàng nói câu, lòng ta có nàng, thì cái thái độ mang theo đứng đắn, lại xen lẫn một chút ngữ khí chiêu tức, nhưng nhìn hắn lúc này, tuy rằng đôi mắt hẹp dài vẫn sáng ngời khoe khoang, lại che giấu không được ẩn sâu trong đôi mắt kia là một chút lo lắng cùng sầu lo. Nếu như ngự phượng đàn lúc trước không nói ra câu kia, Vân Khanh có lẽ có thể giả vờ như không hay biết nói, nhưng hắn nếu đã nói ra rồi, như vậy lúc nàng nhìn hắn trong đáy mắt kia cất giấu cảm xúc gì, nàng liền nhìn không sót cái nào, nàng mím môi, không muốn nói ra suy nghĩ của mình. Nàng là một linh hồn được sống lại, biết rõ tất cả những chuyện đã phát sinh ở đời trước, nàng muốn cho Minh Đế nhớ rõ ân tình của mình, kể từ đó, đối với thẩm phủ có lẽ sẽ có thêm một chút quan tâm và chiếu cố, đến lúc đó nếu như sự việc vẫn diễn ra như ở đời trước, tứ hoàng tử lên làm tân đế cũng có thể bởi vì nàng từng đã cứu tánh mạc minh đế, mà có điều cố kỳ. Nhưng nói thì nói thế thôi, nàng biết giải thích ra sao với ngự phượng đàn, lại nói, sao hắn có thể hiểu được hết thầy, đây là bí mật không thể nói ra. Nhìn Vân Khanh ánh mắt bỗng nhiên lóe sáng, bỗng nhiên ảm đạm. Khuôn mặt bạch ngọc kia dường như cất giấu sự sầu lo gì đó, hắn nhẹ nhàng thở dài, biết Vân Khanh không tính đem mục đích nói cho hắn biết. Thời gian lâu như vậy hắn không nói trăm phần trăm hiểu biết nàng, nhưng ít nhất biết nàng khi không muốn nói, người khác lại bức bách cũng vô dụng. Hắn hôm nay đến đây là có mục đích, đó là do ngày đó hắn cũng nhìn thấy tên thích khách kia, bởi vì trong thường đăng yến, những người khác khi đó đều thưởng thức pháo hoa, chỉ có chính hắn biết, hắn ngắm là thiếu nữ xinh đẹp ngồi bên kia. Nhất cử nhất động của nàng, một chuyển biến rất nhỏ của ánh mắt, hắn đều thu vào tầm mắt hết thảy cho nên lúc Vân Khanh phát hiện ra tên thích khách kia, hắn cũng nhìn thấy, nhưng hắn cùng Vân Khanh bất đồng là, hắn biết thích khách Dương Cung là muốn bắn về phía tứ hoàng tử. Tuy rằng chỉ khác nhau một góc độ rất nhỏ, nhưng hắn đã từng dẫn binh rong đuổi trên chiến trường, có thể chính xác phân biệt được, mà lúc ấy nguyên nhân hắn không có lên tiếng, là vì nhìn ra Vân Khanh biết đó là thích khách, hắn muốn giao cơ hội lần này lập công cho Vân Khanh, ai ngờ nàng thế nhưng lại xoay đầu lại, không rên một tiếng tiếp tục ngắm pháo hoa thẳng đến khi thích khách bắn mũi tên ra hắn mới hiểu được nàng muốn làm cái gì hắn bị ý tưởng của nàng làm cho chấn kinh cho nên phản ứng trong chớp mắt đã chậm đi một nhịp mà một cái chớp mắt là thứ vân khanh cần cho nên khi đó thời điểm hắn tiếp được nàng ngón tay không thể khống chế loại cảm xúc cuồng nộ trong nội tâm lúc đó gắt gao ôm lấy nàng không biết là bởi vì lửa giận đang bùng cháy hay là sợ nàng trúng độc không trị được. Mãi đến hôm nay tới hỏi nàng, nàng tuy rằng không giấu giếm gì hắn, thoải mái thừa nhận hành vi của mình lúc đó, nhưng mục đích đâu, làm cho Minh Đế thừa nhận phần ân tình đến tột cùng là vì cái gì? Ta nghĩ nàng nếu đã cho người truyền mảnh giấy kia cho ta, là vì tín nhiệm ta. Trong giọng nói trầm thấp, êm tai của nam nhân pha lẫn một chút mất mát, hắn nghĩ đến ở một khắc Vân Khanh nhờ hắn nói với mình Đế chuyện ngân gạch trong từ đường, nói lên hắn ở trong lòng Vân Khanh, cũng chiếm được một góc nho nhỏ. Không khí trong phòng hơi trầm lắng, Lưu Thúy đứng ở một bên, bởi vì tin tức mình nghe được mà khiếp sợ, nàng quả thật cho tới hôm nay mới biết được. Mũi tên này là tiểu thư đã sớm biết được mà vẫn lao ra cả nó, trong lòng vì hành động to gan lớn mật của Vân Khanh mà kinh hãi, lại vừa lo lắng nhưng cũng có một chút vui sướng thản nhiên tiểu thư ngay cả những lời như vậy cũng không bảo nàng tránh đi này chứng minh tiểu thư đã thực sự xem nàng là tâm phúc của người rồi phần nhân tình kia ta sẽ trả lại cho ngài vân khanh trầm mặc sau một lúc thật lâu ngón tay chạm vào họa tiết trên y phục tựa như đang vân vê nghiêm cứu mới ngẩng đầu nói ánh mắt của ngự phượng đàn theo những lời này của nàng dần phai nhạt nàng vẫn là như vậy đem người ngăn cản ở ngoài ngàn dặm cho dù là hắn, ta muốn bảo vệ thẩm gia, bảo hộ cha mẹ và đệ đệ, còn có tổ mẫu, cùng với những người khác trong thẩm gia. Dừng lại sau một cái chớp mắt, Vân Khanh nói tiếp, thanh âm của nàng nhẹ nhàng giống như gió đêm lặng yên không một tiếng động thổi vào sơn cốc trống trải, chỉ hơi chút không lưu ý sẽ biến mất, hoặc không phát giác ra nó. Nhưng là Ngự Phượng đàn lại cứ cố tình đuổi theo bắt lấy ngọn gió này mới vừa rồi còn ảm đạm chỉ một cái chớp mắt con ngươi giống như trong đêm lại lóe lên những tia sáng dần dần trở nên lấp lánh rực rỡ trong giọng nói thậm chí còn xen lẫn chút kích động đây là mục đích của nàng vân khanh không hiểu tại sao hắn lại kích động như thế đây là chuyện nàng luôn mãi lo lắng hiện nay thẩm phủ không có một chỗ dựa vững chắc đáng tin nào cả ngày sau nếu như còn có việc ngoài ý muốn phát sinh có một số vấn đề không thể giải quyết chỉ có thể dựa vào quyền thế tựa như sự kiện ngân gạch lần này, nếu không phải có ngự phượng đàn ở trước mặt minh đế góp lời, có lẽ về sau vấn đề sẽ trở nên rất khó giải quyết. Cho nên, nếu như có thể cùng ngự phượng đàn xử lý tốt mối quan hệ, như vậy ít nhất thẩm phù nếu có thời điểm khó khăn, ở trong chiều còn có một người có khả năng giúp đỡ. Lúc ấy Vân Khanh không phải tính toán lợi dụng hắn gì cả, nàng biết được nguyên nhân mà ở đời trước ngự phượng đàn qua đời, trước khi sự kiện lần này xảy ra, nàng có thể sớm tránh khỏi những chuyện tương tự phát sinh, như vậy, có phải hay không cũng coi như hoàn trả lại cho Ngự Phượng đàn một chút nhân tình. Đó cũng lý do vì sao ban đầu nàng không chịu nói, về sau lại đem mục đích nói ra. Nhưng Ngự Phượng đàn lại vì một chút tiến triển nho nhỏ này mà vui mừng, mục đích của Vân Khanh, cuối cùng nàng cũng nguyện ý nói cho hắn biết, điều này chẳng phải đại biểu hắn đặc biệt hơn những người khác, mặc kệ trong lòng nàng có hắn hay không. Lúc này quan hệ giữa hắn và nàng tóm lại đã không giống như những người bình thường khác. Hắn tin tưởng, tiến bộ một bước nhỏ, tương lai sẽ có tiến bộ một bước lớn, sớm hay muộn cũng có một ngày Vân Khanh sẽ ngã vào trong lòng hắn. Bất quá, Ngự Phượng đàn còn có một nghi vấn, Vân Khanh sao lại lo lắng an nguy của Thẩm gia, chẳng lẽ vật kia thật sự ở Thẩm gia? Chương 259: Minh đế phong thưởng 1 Ngự phượng đàn trong lòng nảy sinh nghi ngờ, dọc theo đường đi luôn nghĩ về chuyện miếng ngọc, bởi vì chuyến nam tuần của Minh Đế ở Dương Châu, hắn cũng chưa có cơ hội đến chỗ thẩm mậu lấy miếng ngọc kia ra xem xét kỹ, muốn tìm chút thời gian đi xem thử, món đồ kia rốt cuộc có ở thẩm gia hay không. Bệ hạ, cần vương thế tử cầu kiến, bên ngoài có công nhân tiến vào truyền lời, Minh Đế đang ngồi ở trước bàn đọc sách bằng cây tử đàn lật xem tấu chương, nghe vậy, cũng không ngừng đầu lên, nói, "Chuyên. Những đồ vật trong phòng đều là tốt nhất, bình phong được ghép bằng 24 phiến cây tử đàn, chính giữa khảm ngọc thạch thượng hạng, điêu khắc thành một bức tranh sơn thủy, hoa văn thân lá rõ ràng, đường nét trông rất sống động, vừa thấy liền biết là vật tuyệt phẩm trong đêm, thường đăng yến." Ngự Phượng đàn vòng qua bình phong, bước lên hành lễ với Minh Đế, trước mặt đặt một cái lư đồng hình hình thú đứng canh giữ từ miệng thú nhả ra khói trắng lượn lờ, toàn bộ màn vải trong phòng như được tẩm trong mùi long tiên hương. Hiện tại sức khỏe của thầm tiểu thư thế nào? Minh đế cầm một quyền tấu chương nhìn thoáng qua, thuận tay để sang một bên, lại cầm lấy một quyền khác, xem chăm chú, như không chút để ý hỏi. Ngự phượng đàn lại biết, Minh đế tuy rằng hỏi như vô tâm, nếu thật sự không thèm để ý, ngài ấy sẽ không lãng phí thời gian vào chuyện này huống chi lúc đầu còn vui với hắn, sau khi thăm Vân Khanh về, phải báo cáo lại cho ngài ấy, thần vừa tới thẩm ra, thấy thẩm tiểu thư vẫn còn nằm bất động trên giường không thể cử động, nhưng thần sắc thì tốt hơn một chút so với ngày đó, trên mặt không còn xanh sao nữa, chỉ là sắc mặt còn có chút tái nhợt. Ân, mình đế từ trong ít hầu phát ra một thanh dung, mới đem tấu trương quăng đến một bên, nhíu mày, bọn phế vật này, một tên thích khách cũng cha không ra để cho bọn họ bảo hộ chẫm chẫm đã sớm chết rồi nghe ra tâm tình của minh đế dường như đang rất xấu ngụy ninh cũng có chút khẩn trương lời này cẩn vương thế tử không biết sẽ đối đáp ra sao sẽ không liên lụy đến tứ hoàng tử chứ ngụy ninh liếc mắt nhìn ngự phượng đàn một cái hắn vẫn mang dáng vẻ thong dong không sợ hãi nhợt nhạt cười bệ hạ phúc lớn mệnh lớn ở chỗ bọn thị vệ không thấy được trời cao cũng sẽ an bài một người khác xả thân ngăn cản mũi tên tên tiểu tử khanh a à, minh đế cười nhẹ một tiếng mày vẫn nhăn lại thầm tiểu thư này xả thân thay chấm cản độc tiễn một tiểu cô nương có thể làm được chuyện ấy thật sự là hiếm thấy chấm muốn ban thưởng cho nàng phượng đàn khanh đối với các tiểu cô nương hiện tại có vẻ hiểu biết nói thử xem chấm nên thưởng nàng cái gì mới tốt minh đế nâng lên đôi mắt thâm thúy nhìn ngự phượng đàn đang đợi ý kiến của hắn kỳ thật chuyện ban thưởng bên lễ bộ cũng có người xử lý, chỉ cần Minh Đế nói là được. Nay Minh Đế tự mình hỏi đến, hiển nhiên là rất xem trọng Vân Khanh. Ngự Phượng Đàn trong lòng nhíu mày, tiểu hồ ly này thật là giỏi tính kế, nếu lúc trước nàng sớm thông báo, nay kết quả sẽ không có chuyện khiến Minh Đế rung động vì nàng liều mạc ở vào giây phút ấy thay ngài cản độc tiễn. Hắn ngẩng đầu làm bộ như nhìn bài trí chung quanh một chút, trong mắt hẹp lộ ra một tia trêu chọc, bệ hạ, ngài hỏi thần nên thường cái gì, thần cũng nghĩ không ra thầm tiểu thư thật sự thích cái gì, nhưng nếu là thần, thì thần đương nhiên hy vọng bệ hạ thưởng thứ mà thần không có nhưng lại có thể có chút tác dụng đặc biệt gì đó. Ngự phượng đàn cười đến sáng lạn, khóe mắt như bay, có một loại cảm giác hăng hái, minh đế cũng bị nụ cười kia ảnh hưởng, cũng học theo động tác của hắn lúc đầu đưa mắt nhìn xung quanh phòng vài vòng. Thẩm gia phu quý, nếu như thường kim ngân bảo thạch, chỉ sợ nữ nhi duy nhất của thẩm gia, cái gì cũng không thiếu. Những thứ này, từ cách bài trí trong lệ viên cũng nhìn ra được, ngoài những thứ không thể chế tạo ra, thẩm gia thật sự có thể nói là tráng lệ. Nếu như nói không có thứ có tính thực dụng, minh đế nghĩ nghĩ, thẩm gia là một thương hộ, khả năng muốn có nhất chính là một chức quan. Thứ này, chính là thứ mà thương hộ thiếu, hắn ngẩng đầu nhìn ngự phượng đàn. Khanh muốn chẫm ban thưởng chức vị cho thẩm gia sao? Thần không dám, thần chỉ nói thứ mà thần cần, nếu muốn phong thưởng, đương nhiên là thưởng thứ họ thiếu, bệ hạ ban thưởng cho thẩm gia, cũng không thể nói là do ý của thần. Ngự phượng đàn hí mắt cười nói, trên mặt hiện ra nét nghiêm trang mà phủ nhận. Kỳ thật Khanh nói cũng không sai, thẩm tiểu thư không thể tùy tiện ban thưởng. Minh đế gật đầu nói, thần cảm thấy bệ hạ cũng không cần ban thưởng sớm, chuyện góp bạc của thẩm mậu vẫn còn chưa xong, đợi đến lúc khoản tiền cứu trợ phương Bắc được gom đủ, lại cùng phong thường một lần cũng không muộn. Ngự phượng đàn thản nhiên đề nghị, minh đế đang bị chuyện thích khách mà phiền lòng, cũng hiểu được đến lúc thẩm mậu gom góp đủ khoản tiền cứu trợ thiên tai xong, nhất định lại phải phong thường, không bằng làm một lần, nói cách khác, thẩm phủ liên tục được ban thưởng hai lần, thứ nhất sẽ phiền toái. Thứ hai cũng có vẻ thánh ân quá mức xem trọng. Nhưng Minh đế thật không ngờ, sau khi Thẩm Mậu Thu vào các khoản quyên góp cho thiên tai xong, phần thưởng của Thẩm gia chồng chất lên nhau, có vẻ công lao quá lớn mà làm cho hắn không thể không ban thưởng cho Thẩm gia một phần thưởng hậu hĩnh. Nhưng đây là nói sau này, lúc này trong đầu Minh đế lo lắng vẫn là chuyện thích khách, chuyện này liên lụy tới tánh mạng của hắn, hắn không thể không để trong lòng, đặc biệt chuyện thích khách lần này độc trên mũi tên còn có liên quan tới ngũ hoàng tử. Hơn năm ngày nay đều là vì chuyện thích khác mà phải lưu lại, kỳ thật trong lòng minh đế vẫn không yên tâm, sớm đã muốn trở lại kinh thành, để tránh thời gian lưu lại quá lâu, đêm dài lắm mộng, sẽ gặp thích khách lần nữa. Vì thế ngày hôm sau, công nhân trong lệ viên liền bắt đầu thu dọn đồ đạc quy mô lớn, hai ngày sau, đoàn người nam tuần của minh đế chậm rãi rời khỏi Dương Châu. Bởi vì chuyện quyên góp cứu trợ phương Bắc vẫn chưa chuẩn bị xong, nên Minh Đế đặc biệt để lại tứ hoàng tử và Ngư phượng đàn ở Dương Châu tiếp tục đốc thúc cùng với giám sát việc này. Lúc Minh Đế di giá, rời khỏi, ra khỏi lệ viên, Vân Khanh như thở dài nhẹ nhõm một hơi, biết rằng ở kiếp này trừ chuyện hành thích, cũng không còn biến cố khác, trong lòng thả lỏng rất nhiều. Buổi chiều hôm đó, An Chi Phủ cùng phu nhân mang theo An Sơ Dương và với An Tuyết của anh đến cửa nói lời cảm tạ. An Chi Phủ thì có thẩm mộng ở đại sảnh chiêu đãi, mà An Phu Nhân và An Tuyết của anh thì ở chỗ tạ thị nói chuyện một lúc, liền muốn tới thăm Vân Khanh. Từ khi nghe được An Tuyết của anh đến đây, Vân Khanh đã luôn chờ đợi nàng tiến vào. Vân Khanh, sau một tiếng gọi nhu hòa, An Tuyết của anh bước qua thềm tiến vào, trên người khoác áo khoác lông màu vàng ánh trắng, mặc áo mỏng màu lá sen sự lo lắng cùng vui vẻ cùng động lại trong mi mắt, lập tức đi về phía chỗ Vân Khanh đang ngồi. Quánh nhi, sao lại không quy củ như vậy? An phu nhân ở phía sau nhẹ hô một câu, nhưng cũng biết Vân Khanh và An Tuyết quánh xưa nay quan hệ rất tốt, nhưng vẫn lên tiếng nhắc nhở, để tránh thất lễ thôi. Tạ thị cười nói, An tiểu thư có thể tới thăm là tốt rồi, Vân Khanh vẫn luôn nói ở nhà thực buồn chán đó. Vân Khanh, sức khỏe tốt hơn nhiều rồi sao? an tuyết oánh đứng ở đầu giường của vân khanh ánh mắt dừng lại trên vai trái vẫn còn chốt cứng mắc của nàng cau mày hỏi tốt hơn nhiều rồi vân khanh vươn tay phải kéo nàng ngồi xuống cười tủm tỉm nói tốt hơn rồi sao sao đến này vẫn không thể cử động an tuyết oánh thuận thế ngồi xuống bên giường nhẹ nhàng kéo tay trái của nàng cảm giác tay trái của nàng không có khí lực hôm nay đã tốt hơn nhiều rồi mấy ngày trước chính là vừa động cũng không thể động đó, vừa động liền đau. Vân Khanh nhớ tới sự đau đớn của vết thương mấy ngày trước, mặt không khỏi nhăn lại. Nàng có thể cản tên, cũng không có nghĩa nàng sẽ không cảm thấy đau, hiện tại, nếu không chú ý mà xoay người một cái, đụng đến tay trái, vẫn là sự thống khổ cực kỳ. An Tuyết Oánh nhìn mặt nàng nhăn thành nếp, thở dài, ánh mắt dừng lại trên vai trái Vân Khanh. Nghĩ đến mũi tên từ chỗ xa như vậy bắn trúng bả vai đơn bạc của Vân Khanh, cả người đã cảm thấy khủng bố, ta lúc ấy nghe được điều sợ hãi, người lúc ấy thực dũng cảm cứ như vậy mà lao ra, nhìn thấy tên cũng không sợ hãi sao? Lỡ như bắn trúng chỗ khác, vậy thì làm sao bây giờ? Nghe vậy, không biết tại sao, Vân Khanh bỗng nhiên nghĩ tới ngự phượng đàn cũng từng hỏi qua nàng một câu như vậy, hắn lúc ấy cũng lo lắng như tuyết oánh, cũng vì nàng mà lo lắng trong đầu nhớ đi nhớ lại hiện ra đôi mắt phượng hẹp dài của người kia lúc nào cũng phát ra tia sáng không kiêng nề gì không ngừng lại vân khanh ở trong lòng quát nàng thế nào lại vô duyên vô cớ nghĩ đến ngự phượng đàn chứ tuyết oánh là bằng hữu tốt nhất của nàng ngự phượng đàn chẳng qua chỉ là một vị khách qua đường trong cuộc đời nàng nhiều lắm là một người hợp tác hành động không thể so sánh với nhau được lúc ấy cũng không nghĩ được nhiều như vậy cứ thế nào nháo người qua cản tên thôi. Mắt thấy sắc mặt an tuyết oánh không tốt hơn chút nào, đôi mắt ngấn nước đang nhìn mình tràn đầy trách cứ. Vân Khanh liền nở nụ cười nịnh nọt, ngươi đừng nhìn ta như vậy, nếu bệ hạ thật bị thích khách bắn chúng, ta đây cũng sẽ thực phiền toái nha. Nghe nàng nói như vậy, sự trách cứ trong mắt của An Tuyết Oánh lại bị che phủ bởi sự đau tiếc cùng cảm kích. Trước khi đến đây, nàng đã nghe An Phu Nhân nói, chuyến nam tuần lần này của bệ hạ vốn dĩ là chuyện rất có lợi cho con đường làm quan của hai cha con nếu tiếp giá co công như vậy chuyện cha xin được điều nhiệm đến kinh thành cũng sẽ càng thêm thuận lợi ai ngờ trong ngày thưởng đăng kia lại xuất hiện việc ngoài ý muốn thích khách kia sen lẫn trong đám dân thường để ám sát minh đế lúc ấy tất cả thị vệ cũng chưa kịp phản ứng nếu không phải vân khanh lao ra cản mỗi tên này chắc chắn sẽ bắn trúng người minh đế đến lúc đó đừng nói là điều nhiệm kinh thành chỉ sợ ngay cả việc bảo vệ cái đầu cũng là một vấn đề khó khăn. Cho nên An Chi Phủ mới có thể mang theo cả nhà đến cửa cảm tả, dù sao Vân Khanh đỡ một mũi tên này, xác thật đã vì An Gia ngăn chặn một vấn đề lớn. Ai, cũng đúng, nhưng Vân Khanh ngươi cản một mũi tên này, thật sự tương đương với việc đã cứu phụ thân ta một mạng, sau khi ta nghe mẫu thân nói tầm quan trọng của việc này, một mặt lại lo lắng thương thế của ngươi một mặt lại cảm thấy may mắn khi ngươi cản tên. An tuyết và anh nói xong đáy mắt liền mang theo áy náy, cẩn thận hỏi, Vân Khanh, ta nghĩ như vậy, có phải là rất ích kỷ không? Vân Khanh nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn của nàng tái nhợt đi, dáng vẻ bất an cắn môi dưới, cười nói, đây không phải là ích kỷ, ngươi lo lắng cho ta, bởi vì ta là bằng hữu của ngươi, mà ngươi lo lắng an chi phủ, là vì ông ấy là phụ thân ngươi. Con người nhiều lúc cũng sẽ đối mặt với loại tình huống này. Một bên là tình bạn, một bên là tình thân. Lựa chọn một bên đều sẽ làm cho một bên khác rơi vào tình huống bi thảm, cho nên sẽ trở nên phi thường mâu thuẫn. Vân Khanh không cho là an tuyết oánh nếu chỉ nghĩ đến việc Vân Khanh không nên đi ngăn cản mũi tên là tốt. Nói như vậy, An Chi phủ thân là phụ thân của An Tuyết Oánh, sẽ thấy rất thương tâm, dưới tình huống bình thường, một người ngay cả cha mẹ cũng không hiếu thuận, đối với người khác sao có thể vừa tốt vừa nhiệt tình cho nên nàng không trách an tuyết oánh huống chi đây chỉ là một cách nghĩ trong lòng nàng có gì phải so đo nàng làm những chuyện này vốn cũng không phải vì an chi phủ mà làm mà là vì chính nàng giúp an chi phủ cũng chỉ là một hiệu quả phụ mà thôi vân khanh người thật tốt an tuyết oánh cảm động kéo tay vân khanh hơi có chút kích động đúng rồi phụ thân nói người cứu tánh mạng bệ hạ nhất định sẽ có ban thường. Nếu mà có, đương nhiên sẽ càng tốt rồi, việc này cũng không cần làm kiêu, Vân Khanh hy vọng nhất đúng là có phong thưởng. tốt nhất là thứ có tính thực dụng một chút, kim ngân châu báu nàng lại không có hứng thú. Người yên tâm được rồi đó, khẳng định sẽ có, phụ thân nói, ân cứu mạng, thiên tử cần phải báo, dù sao thiên hạ trăm triệu ánh mắt đang nhìn, nếu không ban thưởng cho ngươi, thì về sau có còn ai dám xả thân liều mạng đi cứu thiên tử chứ? Hơn nữa, phụ thân nói, ông sẽ tận lực ban thưởng cho Thẩm gia nữa. An Tuyết oánh đáy mắt lóe ra hào quang, xem ra tựa hồ còn hưng phấn hơn so với Vân Khanh. Chương 260: Minh đế phong thưởng 2. Vân Khanh biết nàng vẫn đối với những việc triều chính không có hứng thú, nay có thể nói nhiều như vậy, khẳng định không phải là An Chi phủ nói cho nàng nghe mà tự nàng đi hỏi. Anh ruột của An Chi Phủ chính là Ninh Quốc Công, nếu có thể liên hợp một ít quan viên đem việc này ca ngợi làm lớn một chút, đối Vân Khanh mới thật có lợi, Vân Khanh gật đầu nói, ân, vậy ta sẽ chờ mong ngày đó. Vết thương này của ngươi có thể để lại sẹo hay không, ta có mang theo năm hộp bạch ngọc cao đến cho ngươi, công dụng tốt nhất để làm mờ sẹo. An tuyết của anh nói xong, Đại Hàn liền từ trong túi bên người lấy ra năm cái chai màu trắng cao bằng đầu ngón tay nói: Tiểu thư nô tỳ từ ngày đầu tiên nghe được tin tức liền đi khắp nơi tìm thuốc trị sẹo. Nói thầm tiểu thư xinh đẹp như hoa, trăm ngàn lần không thể có một tì vết nào. Bạch Ngọc Cao này được mua từ một đại phu ở nông thôn, nghe nói là phương thuốc tổ truyền, có tiếng là rất hữu hiệu. Lưu Thúy vội vàng nhận lấy, đưa cho Vân Khanh. Vân Khanh cầm trong tay, mở ra người một chút một mùi thuốc thơm ngát bay vào mũi nàng nàng gật đầu nói mùi rất thơm ân ta nghe nói hoàng hậu cũng có đem thuốc trị sẹo cho ngươi nếu dùng hết rồi vậy liền tiếp tục dùng thứ này đi của ngài ấy là của ngài ấy của ngươi là của ngươi ta cũng có thể dùng vân khanh cười nói đem dược đưa cho lưu thúy đặt chung với phương thuốc mà tây ngự y kê với nhau đi hai người còn nói thêm một chút bởi vì thương thế của vân khanh còn chưa khỏi an phu nhân ngồi một hồi liền gọi an tuyết bánh trở về tạ thị đưa các nàng đi ra ngoài vân khanh sức khỏe vẫn còn yếu người cũng có chút mỏi mệt đang định nghỉ một chút ai ngờ bên ngoài có nha hoàn truyền lời nói biểu tiểu thư đến đây lưu thúy đang hầu hạ vân khanh để nàng nằm xuống ngủ một chút nghe thế nhất thời nổi giận đang muốn từ chối vì ngưng tử đã vén xem mà vào mấy ngày này vẫn đều muốn đến thăm biểu muội hôm nay thấy an phu nhân các nàng đều đến đây lường trước biểu muội tinh thần tốt một chút hiện tại nhìn đến quả nhiên so với trước kia tốt hơn nhiều vì ngưng tử sau khi tiến vào bị lưu thúy hung hăng nhìn chằm chằm nhìn đến vi ngưng tử cũng có chút khó chịu rồi nàng ta nói lời này có thể người khác không biết nhưng các nha hoàn trong nhạn các lại hiểu rất rõ vân khanh sau khi bị thương nằm trên giường vì ngưng từ liền vẫn muốn lại đây biểu đạt sự quan tâm, nhưng Vân Khanh lần nào cũng căn dặn rõ, nói rằng tinh thần nàng không tốt, không muốn gặp nàng ta, hôm nay vừa khéo an phu nhân mới vừa đi ra, nếu nói Vân Khanh tinh thần không tốt không muốn gặp người, cũng không hay lắm, cho nên nha hoàn mới tiến vào thông báo một tiếng. Ai ngờ, thông báo vẫn còn chưa có sự chấp thuận, vì ngưng từ liền tự mình vào sông được. Ân, đã tốt hơn nhiều rồi vân khanh không thể không mùi dậy lưu thúy cầm miếng nệm thiêu chữ phúc và hoa văn mẫu đan đặt sau lưng của nàng cẩn thận tránh đụng tới bờ ven nàng nhìn vân khanh động tác có chút cứng ngắc vì ngưng tử có chút tiếc nuối lúc trước mũi tên kia sao lại không bắn chết nàng cho dù không bắn chết đổi chỗ cũng tốt bắn trúng vai trái quần áo che lại cũng nhìn không ra trên mặt tỏ ý lo lắng nói tên thích khách kia thật sự là lớn mật may mắn là bắn trúng vai trái của biểu muội nếu bắn trúng mặt trên cổ vậy biết làm thế nào bây giờ nha vân khanh nghe nàng ta nói lời hư tình giả ý ngay cả tươi cười cũng không cười với nàng ta trong mắt mang theo trào phúng nói đúng vậy ta may mắn như vậy mỗi tên kia chỉ bắn trúng bả vai hơn nữa hoàng hậu còn ban dược về sau cũng không sợ để lại xeo vì ngưng tử vừa nghe rằng không chỉ không bị thương thế nặng ngay cả sẹo cũng sẽ không lưu lại nội tâm có chút thất vọng nhưng miệng lại tiếp tục nói khi vừa nghe nói đến việc này ta đã sợ hãi vô cùng cũng chỉ có biểu muội có lá gan lớn này một chút cũng không úy kỵ lao người về phía trước lại thật may mắn bệ hạ nhất định sẽ phong thường cho muội thật hậu hĩnh kỳ thật nàng ta đã sớm nghe được bệ hạ trước khi đi cũng không ban thường gì cho vân khanh ngay cả câu về sau sẽ ban thường cũng không nói hy sinh lớn như vậy cái gì cũng không nhận được nàng ta không tin trong lòng Vân Khanh không có hờn giận. Lúc trước Vân Khanh xả thân thay Minh Đế ngăn cản mũi tên, không phải là vì muốn được ban thưởng sao? Nàng ta vừa biết được việc này, còn hâm mộ ghen tị cả nửa ngày, hận mình không có cơ hội. Nếu có, nàng ta khẳng định cũng sẽ nhào người cản tên, chỉ là một mũi tên mà thôi, có thể khiến Minh Đế nợ một ân tình. Trao đổi có lợi như vậy thẩm vân khanh dù không tính toán, nàng ta cũng sẽ tính. Nhưng mà, nghe tới Minh Đế đi rồi, cũng không có ban thưởng cho Vân Khanh, nàng ta lại cao hứng, có lẽ Minh Đế bởi vì chuyện thích khách, còn giận chó đánh mèo với thẩm gia, thái độ với Vân Khanh cũng không còn tốt như trước. Thẩm Vân Khanh, thật sự là đáng đời mi, đã trúng tên, lại còn không có kết quả tốt gì. Nghe được giọng nói của Vi Ngưng Tử mang theo chút hí hửng khi người gặp hỏa, Vân Khanh liếc nàng ta một cái, có chút không kiên nhẫn nói, Đúng vậy a, à, cho nên ta vừa không có tưởng thưởng, lại trúng tên, tâm tình cùng cảm xúc đều rất không tốt, đầu rất đau, biểu tỷ đi thông thả. Nói xong, Liêu Thúy liền thập phần phối hợp lấy cái đệm lớn ra, đỡ Vân Khanh nằm xuống, còn cực kỳ đứng đắn đem chăn đắp kỹ, buông màn che xuống. Vì Ngưng Tử bị thái độ không bạo lực lại không hợp tác của nàng là mất hứng, sắc mặt nhất thời lại không nhịn được, âm thầm ảo não mắt thấy tấm màn lưu tô kia đã buông xuống rồi mình ngồi nữa cũng không còn ý nghĩa mặt nhăn nhó đứng lên đi ra ngoài đợi nàng ta đi ra khỏi sân lưu thúy đang muốn gọi tiểu nha hoàn bưng mâm trà trong phòng ra màn bỗng nhiên động tiếp theo đó âm thanh của vân khanh liền từ bên trong truyền ra lưu thúy đi hỏi một chút vừa rồi là ai cho vi ngưng tử đi vào đây vì ngưng tử không đợi nàng mở miệng lại có thể trực tiếp vào phòng bên ngoài nhất định có người để nàng ta tiến vào nàng không cần người của kẻ khác ở trong viện của mình đặc biệt là nha hoàn tại bên người hầu hạ trừ an chi phủ đến đây còn có tần thị và vi trầm uyên cũng tới cửa hỏi thăm thương tích của vân khanh lúc đến rất vui mừng thì ra trong thời gian minh đế dừng chân tại dương châu đã rốt một ngày đi bạch lộc thư viện nhìn xem những người tương lai có thể là trụ cột của nước nhà qua sự đề cử của viện trưởng đã gặp qua những người có thành tích nhất nhì của thư viện. Mà sau khi Vi Trầm Uyên gặp mặt Minh Đế, hỏi qua mấy câu, lại bị Minh Đế một mình gọi đi vào, Hàn Huyên đại khái chừng nửa tiếng, sau khi đi ra, Minh Đế liền nói với Quảng Viện Trưởng, cho Vi Trầm Uyên sang năm đến quốc tử giám ở Kinh Thành học. Một câu làm Quảng Viện Trưởng vui mừng đến nhớ mày, qua chừng nửa tháng, cũng nói với Vi Trầm Uyên rằng lộ phí đến thiên Việt, cùng với học phí toàn bộ đều do Bạch Lộc Thư Viện chịu trách nhiệm. Bởi vì Minh Đế có thể mở miệng nói ra những lời này, cũng có nghĩa, chỉ cần Vi Trầm Nguyên tham dự kỳ thi đình, vào bảng vàng 20 người đứng đầu, như vậy hắn rất có khả năng nếu không phải là Trạng Nguyên, đứng nhất, cũng sẽ là Thám Hoa, đứng nhì, hoặc là Bảng Nhãn, đứng thứ ba, rồi. Quảng viện trường tuy rằng luyến tiếc nhân tài, nhưng để học thức có thể tiến bộ mà nói, quốc tử giám mới là nơi tốt nhất cho vi trầm uyên. Quốc tử giám ở thiên Việt quy mô lớn, kiến trúc bên trong trừ xạ khu, sân tập bắn cung, kho hàng, nhà ăn dưỡng, phòng lưu trữ gia, còn có phòng học, tàng thư lâu, thư viện, ký túc xá các đệ tử, nhà ăn, cho dù là lượng sách vở hay tư chất của giáo sư, đều là học viện đứng đầu của đại ung, hắn không thể bởi vì muốn vi trầm uyên từ bạch lộc thư viện mà thi được trạng nguyên liền ngăn trở tiền đồ của người trẻ tuổi. Cho nên, Vi Trầm Uyên năm sau phải lên lên kinh. Vân Khanh nghe được tin tức này, tuy rằng biết được Vi Trầm Uyên ở kiếp trước vĩ đại đến nhường nào, nhưng nay nghe tới, vẫn cảm thấy có chút rung động, Vi Trầm Uyên năm nay 18, nếu không phải gia cảnh không tốt, kỳ thật lấy học thức của hắn xác thực đã sớm có thể tham gia thi đình, đại ung sớm đã có vị trạng nguyên gia 12 tuổi rồi hắn lần này có thể được bệ hạ nhìn chúng cũng là dựa vào bản lãnh thật sự một người tài hoa thật khó bị những vật khác che mất ánh hào quang nàng ở trong lòng cũng vui mừng thay vi trầm uyên chỉ tại thương thế chưa lành không thể tự mình đi chúc mừng liền cho người bao hai khối nghiên mực lại tặng hai hộp đựng bút được đốt ra từ loại trúc thượng hạng mang trúc tiết họa tiết trên thân hàm ý bước bước thăng tiến tặng cho vi trầm uyên mà thẩm mậu cùng dương châu phú thương cũng không ngừng gom góp cho khoản quyên góp cứu trợ thiên tai ở bắc phương dù sao việc giúp nạn thiên tai không thể kéo dài lâu được trong một tháng nhất định phải chuẩn bị tốt mọi thứ đem khoản tiền này gửi đến phương bắc cho nên vẫn rất bề bộn nhiều việc cứ như vậy thương thế của vân khanh lại nghỉ ngơi hơn nửa tháng miệng vết thương đã khép lại đóng thành một tầng vảy dày tuy rằng còn chưa có khỏe hẳn nhưng nếu không dùng lực mạnh cũng sẽ không có vấn đề gì. Và lại, viết chữ đều dùng tay phải là chính, cũng không cần lo lắng. Ở trong nhà ngây người được chừng một tháng, đã là cuối tháng 11, bên ngoài thời tiết thay đổi rét lạnh, gió phương Bắc thường cuồn cuộn cuốn lên lá rụng, bay lên lại hạ xuống. Dương châu thời tiết tương đối ấm, lúc này còn chưa có tuyết rơi, nhưng ở bốn góc phòng của Vân Khanh đã có bốn chậu than nhỏ, nàng sức khỏe còn yếu, chịu không nổi một chút phong hàn lúc này nàng đang ngồi trên giường, trên người đắp một tấm chăn mỏng, nhìn trời bên ngoài nói, ngày hôm nay thời tiết cũng không tệ, ta muốn ra ngoài đi dạo một chút. Liêu Thúy cầm một chiếc áo choàng dày phủ thêm cho nàng, liếc mắt nhìn bên ngoài một cái, gật đầu nói, đúng a, à, hiếm khi có hôm nào ánh mặt trời chiếu rọi như hôm nay, bọn tiểu nha hoàn đều bày ghế nhỏ ở trong sân phơi nắng nữa kia. Buông sách thuốc trong tay xuống, Vân Khanh xốp chăn đứng lên, Liêu Thúy chạy nhanh sửa sang lại áo choàng thật cẩn thận, sợ nàng chịu một chút khí lạnh sẽ nhiễm phong hàn. Tiểu thư muốn đi dạo cũng được, chúng ta đi vườn hương hải đi, nơi đó lúc này còn có hoa đang nở nữa. nữa. Liêu Thúy cũng hiểu được Vân Khanh cả ngày nằm trên giường đối với sức khỏe cũng không tốt, liền đề nghị nói. Chỗ đó đâu thì tính là đi dạo a, ta là nói ra phố dạo. Vân Khanh buồn cười nhìn Lưu Thúy, nếu ở trong phủ đi dạo nàng đâu cần phải mượn cớ mà nói à tiểu thư thương tích trên vai của người còn chưa khỏi hẳn đi ra ngoài vạn nhất đụng tới miệng vết thương thì làm sao bây giờ liêu thúy lo lắng nói sợ vân khanh lại bị thương từ khi nghe vân khanh nói nàng là cố ý đi đỡ mũi tên kia thì nàng liền đối với hành động tiểu thư nhà mình thập phần lo lắng em nói là bà vai nào có người không có việc gì lại tới chạm vào vai ta thay quần áo cho ta đi vân khanh thản nhiên nói xong nhưng lưu thúy có thể từ trong mắt nàng nhìn ra nàng quyết định rồi có nói thêm nữa cũng vô ích đợi mang vào đôi giày nhỏ màu vàng có thêu hoa văn màu đỏ khoác thêm áo choàng lông chim màu đỏ như gấm toàn thân phủ kín đến một ngọn gió cũng không lọt lưu thúy mới đi theo vân khanh ra cửa đi về phía viện của tạ thị đến sân tạ thị vân khanh nhõng nhẽo một hồi làm nũng đến đủ kiểu rốt cục cũng khiến Tạ thị đồng ý cho nàng ra ngoài đi dạo, nhưng không cho phép xuống xe ngựa, chỉ ở trên đường chuyển hai vòng liền phải trở về. Vân Khanh đương nhiên đáp ứng, mang theo Lưu Thúy và Thanh Liên, ra cửa Thủy Hoa, ngồi trên xe ngựa chạy ra đường Eleton. Thời tiết rét lạnh, người đi đường cũng không nhiều lắm, ngẫu nhiên nhìn đến cửa hàng trước mặt có vài ba khách hàng đang mua đồ, bởi vì hiện tại thời tiết rất tốt, ngược lại cũng không có vẻ quế lạnh lẽo. Vân Khanh lần này ra ngoài, trừ việc muốn giải sầu, còn muốn mua vài quyển sách trở về xem. Trong khoảng thời gian này, ở nhà, trừ đa số những cuốn y dược, còn lại nàng đều đã xem qua, muốn mua vài quyển mới. Vì thế Lưu Thúy liền cho Sa Phu chạy xe vào cửa vô nhai thư cục, giúp Vân Khanh mang mụ xa đã chuẩn bị sẵn, mới đỡ nàng xuống xe. Nữ tử đại ung tuy rằng chủ yếu ở trong nhà, nhưng cũng không mù quáng bắt các tiểu thư khuê các phải giấu mặt suốt, nên loại mũ sa này cũng không nhất định phải đổi. Vân Khanh bình thường cũng không hay mang, nhưng vì chuyện cứu giá mà nay nàng đã trở thành người nổi tiếng của Dương Châu, vì không muốn rước lấy phiền toái, nàng vẫn nên đeo thì tốt hơn. Khi vào thư cục, người bên trong cũng không nhiều, từng dãy sách được xếp rất chỉnh tề, phân ra từng loại sách, Vân Khanh dựa theo dấu hiệu trên sách, đi đến dãy sách lịch sử mà mình thích, liền nhìn thấy một quyển lục quốc thiên hạ giã sử trí, trong mắt sáng lên. Tần thiên đại lục từng chia thiên hạ làm sáu phần, là càng đế khai quốc thống nhất thiên hạ, mới có thể có một đại ung cường thịnh như hôm nay, nhưng không biết bởi vì nguyên nhân gì, sách sử về sáu nước trước kia rất ít, nếu có cũng đều là chính sử, Vân Khanh vẫn luôn muốn nhìn xem giã sử thì nội dung ra sao, hôm nay vừa nhìn thấy liền muốn đi lấy, ai ngờ nàng còn chưa chìa tay ra lấy ở phía bên kia giá sách bỗng nhiên xuất hiện một bàn tay đem quyển sách kia rút đi phần này đến đây là hết mời các bạn theo dõi tiếp các video khác trên kênh nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn